Báo cáo thị trường bất động sản quý 1 năm 2024 của bấtđộngsản.com.vn mới đây chỉ ra thị trường bất động sản đã có những tín hiệu tích cực. Theo đó, công cụ lịch sử giá bất động sản của bấtđộngsản.com.vn cho thấy hiện nay giá giao bán chung cư tại Hà Nội đã tiệm cận với thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, vào quý 1 năm 2024, chung cư ở Hà Nội có mức giá trung bình là 46 triệu đồng một mét vuông, trong khi đó giá chung cư thành phố Hồ Chí Minh là 48 triệu đồng một mét vuông. Ở thời điểm đầu năm 2018, giá giao bán chung cư Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là 27 triệu đồng một mét vuông và 31 triệu đồng một mét vuông. Sau 6 năm, tốc độ tăng giá trung bình của chung cư ở Hà Nội lên đến 70%, vượt cả thành phố Hồ Chí Minh, nơi chung cư tăng giá 55%. Lý giải sự tăng giá mạnh của chung cư Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn cho rằng có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, nguồn cung chung cư ở Hà Nội còn hạn chế. Mặc dù đã có các biện pháp tháo gỡ pháp lý cho các chủ đầu tư, nhưng những dự án mới gần đây chỉ đóng góp khoảng 20.000 đến 30.000 căn hộ mỗi năm, trong khi nhu cầu thông thường lên đến 70.000, 80.000 căn hộ mỗi năm. Thứ hai, nhu cầu tìm mua chung cư ở Hà Nội vẫn cao. Đáng chú ý, lực cầu này không chỉ đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, mà còn đến từ miền Nam. Dữ liệu lớn của bấtđộngsản.com.vn tiết lộ thông tin đầy bất ngờ. Lượng quan tâm chung cư Hà Nội của người tìm kiếm bất động sản đến từ thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,5 lần từ quý 1 năm 2021 đến thời điểm hiện tại. Trong cùng khoảng thời gian, lượng tìm kiếm chung cư thành phố Hồ Chí Minh của người dân tại đây chỉ tăng 2 lần. Ông Nguyễn Quốc Anh nhận định, người dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm ngày càng nhiều hơn đến chung cư ở Hà Nội vì mặt bằng giá khá ổn định và vẫn đang thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư ở Hà Nội cao hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong thời gian qua, một số chủ đầu tư ở thị trường miền Nam đã tiến ra thị trường miền Bắc. Một lượng khách hàng trung thành từ miền Nam của các chủ đầu tư này quan tâm đến các dự án họ mới phát triển ở Hà Nội, góp phần đẩy lực cầu chung cư Hà Nội lên cao. Tương tự, báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản quý 1 và dự báo quý 2 năm 2024 của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất Xanh Service cho thấy, nguồn cung căn hộ mới ở Hà Nội khoảng 1.500 sản phẩm, ước tăng 7,5 lần so với quý 1 năm 2023. Về giá bán, các sản phẩm căn hộ tại thị trường Hà Nội triển khai kinh doanh trong quý 1 năm 2024 chủ yếu tập trung ở phân khúc B và A, rất ít sản phẩm ở phân khúc C và A+. Tuy nhiên, giá bán ở cả 4 phân khúc sản phẩm căn hộ này đều có sự tăng trưởng đáng kể. Tỷ lệ hấp thụ có sự tăng trưởng đột biến khi các dự án mở bán đều đón nhận được sự quan tâm của khách hàng và nhiều dự án thông báo sold out trong quý 1 năm 2024. Cụ thể, tỷ lệ hấp thụ căn hộ tại Hà Nội đạt 60-65%, tăng 4 đến 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Căn hộ chung cư tại Hà Nội đang tạo ra sóng khi liên tục tăng giá, nhưng không ít chuyên gia khuyến cáo rằng giá bán hiện nay không phản ánh được thực trạng chung của tất cả dự án. Báo cáo mới đây của Cushman & Wakefield cho thấy, giai đoạn 2014-2023, giá căn hộ tại Hà Nội đã tăng trưởng 109%, bình quân là 9% một năm. Với phân khúc nhà liền thổ, giá bán đã tăng trưởng 54%, bình quân 9% một năm trong giai đoạn 2018-2023. Theo bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield, xu hướng giá tương lai sẽ không tiếp tục tăng cao như giai đoạn trước. Vị chuyên gia này cũng cho biết, trong tương lai sẽ có rất nhiều các dự án khu đô thị, khu dân cư mới ở xung quanh Hà Nội. Lý giải nguyên nhân chủ yếu khiến chung cư tăng giá, theo nhiều chuyên gia lĩnh vực bất động sản là do nguồn cung mới thấp, đặc biệt diễn biến hạn chế nguồn cung kéo dài tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến giá nhà chung cư đang đà tăng nhanh, các chuyên gia khuyên người mua nhà cần cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định. Theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, thực tế sẽ không tránh khỏi việc người môi giới lợi dụng thời điểm giá nhà đang tăng để dùng chiêu trò đánh vào tâm lý khách hàng, đặc biệt tung ra thông tin ảo, gây nhiễu loạn giá bán, nhằm đạt mục đích cuối cùng là ăn giá trên cao. Ngoài ra, ông cũng cho rằng, để có điều kiện thuận lợi hơn trong việc mua nhà ở thời điểm giá tăng, người mua nên ưu tiên với dự án có chính sách giãn tiến độ thanh toán và hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng. Một chuyên gia khác thì cho rằng, giá bán bình quân căn hộ chung cư hiện nay không phản ánh được thực trạng chung của tất cả các dự án. Do đó, người mua nhà cần bình tĩnh, đón chờ nhiều cơ hội đang ở phía trước khi phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có mức giá hợp lý đang tích cực được tháo gỡ về mặt pháp lý, được nhiều chủ đầu tư quan tâm.